60. Vâng. Đó, tương lai. Sau đấy là về cơ chế kinh tế, cơ chế kinh tế nó bức xúc hơn, lương cơm bánh áo nó bức xúc hơn. Tức là cái đầu tiên chú nói là cái vô lốp nó chỉ là cái tự phát thôi. Thế sau ấy ông mới bảo là viết thêm về vô lốp, ví dụ viết lời khai bị cả. Là cái chỉ đạo. Thế là khi đó là đã có kiểu theo kiểu như là đường lối rồi. Đường lối nó phải xác định. Tức là khi ấy đổi mới đang rất lên. Đổi mới đang rất lên. Có người đã có cái ông, có người lãnh tụ thủ lĩnh đã thành rồi. Có thời tiết. Nghĩa là thời tiết là thời tiết đúng. Thành công được. Tương phản nó ở cái chỗ mà một lúc ngủ ngủ thích in thì nhưng mà cái đầu tiên của cái đồ cái kêu về cái kinh tế kêu phải để cho người dân sản xuất, để cho tư hữu, để cho làm giàu, rồi là kinh tế. Sau đấy thời kêu mà có cuộc gặp với anh em nói là để bàn về giải quyết vụ bô lúc nhé, cùng có Trường Phước ở Ba Độc Lập, cái phòng họp Ba Độc Lập. Thế mình bàn về chuyện này, chúng ta về kinh tế và văn hóa đang xuống cấp, đạo đức đang xuống cấp. Về kinh tế mình nói là bước sang lĩnh vực văn hóa, để các người viết về văn hóa. Thì khi đấy mình có đến làng giáo bố dữ biết là nhé. Có tiếng kêu kêu cứu của một làng văn hóa. Và bắt đầu cái từ cái chỗ này là thì đến lĩnh vực văn hóa thì ông bị sập của năm 88 đến sau khi cuộc họp ban chấp hành thì nó bắt đầu học từ trước. Cái là không chứ ý tưởng của Đỗ Ngọc có bài bản. Thế cái dư luận của vua lốt ấy thì lúc bây giờ như thế nào? Chú có bị thời kỳ đó bị đầu tiên chú phải kể ra cái là sau khi mà chú được gửi bài cho Ngô Ngọc Bội về đến 2 tuần rồi chưa thấy đăng đấy. Sau đó thì không, được 2 tuần rồi mới đăng lại. Vâng. Chẳng bao nhiêu ngày. Vâng đấy. Thế thì nhưng mà người Hà Nội trong mấy tháng cũng đăng. Nhưng mà lại đăng vào cái lúc mà cũng in là báo Nhân Dân, nhờ in báo Nhân Dân thì báo đưa lên thì báo người Hà Nội cũng thế, người thế là người Hà Nội rút lại để gọi chụp chứ người Hà Nội định đăng. Thế là ông Tô Hoài gặp mình bảo là mình nhường cho Bảo Văn Nghệ rồi. Chứ thực ra những cái ông Tô Hào phải cắt chứ Bảo Văn Nghệ không cắt. Nếu mà người Hà Nội in thì cũng phải cắt. Còn Bảo Văn Nghệ đã đăng đầy đủ cái vừa lốt. Bảo Văn Nghệ là đăng đủ. Thế thì khi mà cái bài đăng được đầy đủ trên báo Vô Lốt lúc bây giờ thì hiệu ứng dư luận như thế nào và bản thân chú lúc bây giờ chú cảm thấy thế nào? Cô lúc đăng ra thì bà ông riêng về cái ông Trần là được vì đang làm được không có đến đâu thì ông nói tôi là Trần Cô Lúc, thế là người ta mời vào dân trước có vào để ông làm gì nộp đó là ông đuổi ra. Thế là cứu được danh dự về mặt danh dự của ông nào. Ông đi vào trong kia ở Sài Gòn ông cứ bao nhiêu thì ông nói thì người ta mời ông lên hạng thương gia.
thương gia để ngồi để kể chuyện cho người ta nghe. Về cái danh dự của ông là còn đi về trả nhà thì ông cũng được, nhưng mà trả nhà hết sức lâu, cho sau này thì mới trả trả được đầy đủ. Đầu năm 90 thì mấy thì trả đầy đủ, trả nhà thì sau đó trả. Ông về đến là về cái ruộng cố cố Sơn Tây, ở ba ba Sơn Tây, ở Bà Tư Sơn Tây gì đấy. Đó, đấy sau này mới đây thì mới trả nhà, trở lại về Ngọc Hà. Ông trả tiền và trả nhà cho nhà Ngọc Hà. Còn sau này ông mới đòi là thời ký là tôi một cân là mấy hào, bây giờ nó là mấy nghìn, thì ông có đòi mấy tỷ đấy, mấy chục tỷ, thì cái là người không biết đấy. Cái nhà và tiền nếu theo giá thì của nhà nước thì trả đủ, ông có đòi là thì giá như này, bây giờ thì giá như này, thì cái là mình theo dõi nữa. Còn cô lúc này thì là mình không bị gì, có cái loại thì không bị gì. Nhưng mà lúc bây giờ thì khi mà bài đó được đăng ra thì chú thấy là sau nhiều tháng mà mình phải chờ đợi rồi thì từ đó từ kia không đăng mà rồi nhẹ nhẹ đăng.